Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Mùa khô năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long dự báo có còn kéo dài lâu không, chị Hồng Quyên? Xin chào chị Mỹ Ngọc và bà con cùng quý vị khán giả. Mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long khả năng sắp kết thúc. Tuy nhiên, những ngày này thì vẫn còn có nắng khô từ sáng cho tới trưa, vì thế mà vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Trong 10 ngày tới thì dự báo độ ẩm đều hầu hết là dưới 60%, nhiệt độ vẫn cao 32 đến 34 độ, có những nơi nắng nóng 35 độ. Lúc này thì nhiều cánh rừng tràm ở miền Tây đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Theo như Cục Kiểm Lâm, hiện nay có 3 tỉnh đó là Cà Mau, Kiên Giang và Đồng Tháp có nhiều cánh rừng nằm trong vùng cảnh báo cháy là cấp 4, cấp nguy hiểm. Chỉ riêng có An Giang thì nằm trong mức cảnh báo cháy là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Bởi lúc này thảm thực bì khô nỏ, cây bụi, dây leo khô héo bám dọc thân cây trong các rừng tràm như thế này thì rất dễ bắt lửa. Chưa kể là mùa khô, nước trong các kênh rạch bốc hơi nhanh, cạn dần, chỉ còn lại lớp bùn than cũng rất dễ bét lửa. Nếu mà sơ suất để xảy ra cháy thì ngọn lửa không chỉ cháy ở trên những tán rừng mà còn âm ỉ ở cả dưới mặt đất. Công tác chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để có thể dập tắt. Mà theo thống kê thì có tới 80% các vụ cháy rừng xảy ra là do các hoạt động của con người. Vì thế, để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra, bà con lưu ý không vào rừng lấy mật ong bằng cách dùng lửa trong giai đoạn này và đồng thời nên thường xuyên nạo vét kênh mương để có thể trữ nước ở trong rừng và bìa rừng tạo vành đai ngăn lửa.